trong những ngày gần đây một số tài liệu tuyệt mật của cơ quan tình báo mỹ bị đăng tải công khai đã tiết lộ chi tiết về việc israel chuẩn bị tấn công quy mô lớn vào iran vụ dò dỉ thu hút sự chú ý từ cộng đồng quốc tế gây lo ngại không chỉ với tel aviv mà còn với cả washington đáng chú ý hơn cả đó là tài liệu chứa thông tin về các loại máy bay và vũ khí dự kiến sẽ được tel aviv sử dụng trong cuộc tấn công bao gồm cả những loại vẫn chưa từng được biết đến trước đó chính quyền israel tỏ ra cực kỳ phẫn nộ vì những dữ liệu quan trọng có mức độ bí mật cao như vậy lại bị công chúng biết đến. Họ đã gửi văn bản chính thức tới Washington để yêu cầu làm rõ vụ việc. Theo đó, kế hoạch tuyệt mật Israel tấn công trả đũa Iran bất ngờ bị lộ, làm dấy lên nghi vấn đây là nước cơ hiểm của Mỹ nhằm kiềm chế đồng minh ra đòn sau khi không thể khuyên bảo. Phía Mỹ sau đó đã thừa nhận đã xảy ra vụ do gì tài liệu mật và hứa sẽ tiến hành cuộc điều tra kỹ lưỡng. Mặc dù vậy, bước đi này có lẽ chỉ làm tăng thêm sự quan tâm đến tình hình. Đây là lần đầu tiên một bản kế hoạch quân sự tuyệt mật bị tiết lộ chi tiết đến vậy. Ngay trước thời điểm chuẩn bị triển khai, thực tế trên thêm lần nữa nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Sau vụ việc này, CNN dẫn nguồn thạo tin cho hay, giới chức Mỹ đã mở một cuộc điều tra. Được biết, hai tài liệu đã được đăng trên Telegram, một trong số đó dường như do cơ quan tình báo không gian địa lý quốc gia của Lầu Năm Góc chuẩn bị, cho biết quân đội Israel tiếp tục chuẩn bị vũ khí quan trọng và hoạt động bí mật của máy bay không người lái vào ngày 16 tháng 10 gần như chắc chắn là để tấn công Iran. Tài liệu thứ hai chứa thông tin chi tiết về một cuộc tập trận sử dụng lực lượng lớn do không quân Israel tiến hành vào ngày 15-16 tháng 10. Trong khi trước đó, các quan chức Mỹ nói rằng họ không biết tài liệu này được lấy từ đâu và họ vẫn đang truy tìm nguồn gốc của vụ do gì. Không rõ bằng cách nào, các tài liệu tình báo mật của Mỹ bị tiết lộ và câu hỏi được đặt ra là đây là hệ quả của một vụ tấn công mạng hay cố tình do gì? dựa trên những tài liệu lưu hành trái phép trước đó các quan chức cho biết rất có thể đó là do một nhân viên chính phủ cấp thấp vụ việc diễn ra vào thời điểm tổng thống mỹ joe biden được đặt câu hỏi liệu ông có biết khi nào israel lên kế hoạch tấn công iran và loại mục tiêu được họ chọn hay không phát biểu với phóng viên tổng thống biden cho biết mỹ đã nắm được thời gian và cách thức israel sẽ đáp trả iran nhưng từ chối nói thêm về chủ đề này Theo thông tin từ lực lượng phòng vệ Israel IDF, Hezbollah đang giấu hơn 500 triệu đô la Mỹ tiền mặt và vàng trong một hầm bí mật dưới một bệnh viện ở Beirut. Lực lượng phòng vệ Israel đã thông báo cho giới chức Liban về kho tài sản này và đồng thời khẳng định không có kế hoạch tấn công tòa nhà. Theo tờ The Times ở Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố rằng hầm tiền này nằm dưới bệnh viện Al-Sahen ở phía nam Beirut. Ông Hagari nói hầm này được cố ý đặt giữa bệnh viện và chứa hơn nửa tỷ đô la Mỹ tiền mặt và vàng. Ông cũng khẳng định địa điểm này thuộc về lãnh đạo Hezbollah là ông Hassan Nasrallah, người vừa bị Israel loại bỏ trong một cuộc không kích. Ông nói thêm, số tiền này lẽ ra có thể được dùng để phục hồi Liban, nhưng nó lại được dùng để phục hồi Hezbollah. Theo lực lượng phòng vệ Israel IDF, nơi chứa tiền và vàng nói trên được kết nối với bệnh viện qua một đường hầm. Nơi này có không gian ngầm, chứa nhiều phòng dành cho các hoạt động của Hezbollah Hầm này cũng được cho là kết nối với một tòa nhà khác, cách bệnh viện vài mét. Ông Hagari cho biết, IDF không có kế hoạch tấn công tòa nhà bệnh viện này, mà thay vào đó mời các quan chức Liban đến kiểm tra địa điểm. Ông nói, tôi kêu gọi chính phủ Liban, các cơ quan chức năng Liban và các tổ chức quốc tế đừng để Hezbollah sử dụng số tiền này cho khủng bố và tấn công Israel. Trái lại, Giám đốc Bệnh viện Al-Sahen, ông Fadi Alamer, phủ nhận các cáo buộc và nói với các phóng viên rằng cơ sở này đang được sơ tán. Ông Alamer cũng mời quân đội Liban đến bệnh viện để bác bỏ những tuyên bố của IDF. Trong khi đó, Israel đã thực hiện một số cuộc không kích trong khu vực này sau khi người phát ngôn khác của IDF, ông Avichai Adrae, cảnh báo người dân Liban rời khỏi một số khu dân cư ở phía nam Beirut. Ông Adrae đã viết trên mạng xã hội X, bạn đang ở gần các cơ sở và lợi ích của Hezbollah, những nơi mà quân đội Israel sẽ tấn công trong thời gian tới. Tương tự với Hamas ở giải Gaza, lực lượng phòng vệ Israel đã cáo buộc Hezbollah vận hành và che giấu cơ sở hạ tầng bên trong các khu vực dân sự. Các cáo buộc của hình ảnh 3D mà ông Hagari đưa ra về hầm tiền của Hezbollah tương tự như những cáo buộc vào năm ngoái về bệnh viện Ansifa ở giải Gaza, nơi mà quân đội Israel cho rằng có một trung tâm chỉ huy lớn của Hamas. Israel đã cam kết cắt đứt nguồn tài chính của Hezbollah và đảm bảo đánh bại vĩnh viễn tổ chức này. Vào đêm 20 tháng 10, IDF đã tấn công các tổ chức tài chính liên quan đến Hezbollah trên khắp Liban. Israel cho biết họ hiện đang nhắm vào các nhà tài trợ cho Hezbollah. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết chỉ huy mới nhất chịu trách nhiệm tài trợ cho nhóm Hezbollah ở Liban đã bị loại bỏ ở Syria. Theo ông Hagari, người đàn ông không rõ tên đứng đầu đơn vị 4400 của nhóm Hezbollah chịu trách nhiệm về việc chuyển tiền cho nhóm qua việc bán dầu của Iran. Đơn vị này trước đây do ông Mohammed Jaffa còn được gọi là CX Sala chỉ huy. Ông Hagari tiết lộ, ông ta quản lý nguồn thu nhập chính của tổ chức này trong nhiều năm, cho đến khi chúng tôi tiêu diệt ông ta trong một cuộc tấn công có mục tiêu vào thủ đô Beirut hồi đầu tháng 10. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 21 tháng 10 xác nhận, họ đã tung đòn không kích phá hủy một xe quân sự của Liban di chuyển trên cao tốc thuộc thành phố Bin Zubin, miền nam nước này. Quân đội Liban cho biết ba binh sĩ thiệt mạng. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố họ không có ý chống lại quân đội Liban và gửi lời xin lỗi về sự cố ngoài ý muốn. Ngay trước sự cố bắn nhầm, Israel đã phá hủy một xe tải bị nghi của lực lượng Hezbollah trên đoạn cao tốc nối giữa làng Ain Eben và thị trấn Hanin, ngoại ô bin Zibin. Lực lượng phòng vệ Israel đã nhiều lần phát hiện xe chở tên lửa và bệ phóng di động của Hezbollah di chuyển vào khu vực. Khi nhìn thấy xe tải thứ hai di chuyển vào khu vực, IDF nhận định đây cũng là xe của Hezbollah nên khai hỏa, không ngờ đó là xe quân sự Liban. Quân đội Liban chưa bình luận về lời xin lỗi của Israel. Kể từ khi Israel mở chiến dịch chống Hezbollah trên lãnh thổ Liban đầu tháng 10 năm 2024, ít nhất 8 quân nhân Liban đã thiệt mạng trong các sự cố bắn nhầm. Tính từ ngày 23 tháng 9 năm 2024, các vụ không kích có quy mô ngày một tăng của Israel ở miền Nam và miền Trung Liban đã khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và hơn 1,3 triệu người mất nơi ở theo số liệu của giới chức Liban. Giới phân tích cho rằng, việc Israel mở chiến dịch tấn công trên bộ vào Liban là một bước đi mạo hiểm với nhiều rủi ro không lường trước. Nếu không được kiểm soát tốt, rất có khả năng chiến dịch trên bộ của Israel nhằm vào Liban, dù có giới hạn cũng sẽ lặp lại kịch bản chiến tranh israel Hezbollah năm 2006. Theo bà Jasmine Engelman, cựu cố vấn về các vấn đề Trung Đông của Bộ Quốc phòng Mỹ, bài học chiến tranh năm 2006 đã chứng minh mọi chuyện rất khó để kiểm soát nếu một chiến dịch trên bộ diễn ra. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng hối thúc ngừng bắn tại Liban, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng các hành động quân sự của Israel có thể dẫn đến xung đột leo thang hơn nữa trong khu vực. Tương tự, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, EU, ông Joseph Borrell cũng kêu gọi Israel tránh mọi hoạt động quân sự trên lãnh thổ Liban, nhấn mạnh rằng những hành động này sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Phát biểu sau cuộc họp khẩn của các ngoại trưởng EU, ông Borrell nêu rõ, chủ quyền của cả Israel và Liban phải được bảo đảm. Bất kỳ can thiệp quân sự nào đều sẽ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn một cách đáng kể và cần phải tránh điều đó. Theo tuyên bố của cảnh sát Israel, cơ quan an ninh nội bộ và cảnh sát nước này đã phá thành công một mạng lưới gián điệp bắt giữ bảy công dân Israel đến từ thành phố Haifa và các khu vực phía bắc nước này. Các nghi phạm trưởng thành được nêu tên là Aziz Nisanov, Alexander Sadikov, Vyacheslav Gushin, Zevgeny Yuffe và Yigan Các cuộc điều tra của Israel đã tiết lộ nhóm này đã thực hiện một số nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo của hai điệp viên Iran trong khoảng thời gian 2 năm. Cảnh sát cho biết các thành viên của mạng lưới này biết rằng thông tin tình báo mà họ cung cấp gây tổn hại đến an ninh quốc gia và có khả năng hỗ trợ các cuộc tấn công bằng tên lửa của đối phương. Tuyên bố của cảnh sát nhấn mạnh, mạng lưới này đã tiến hành các nhiệm vụ trinh sát rộng rãi tại các căn cứ của IDF trên toàn quốc tập trung vào các cơ sở của không quân và hải quân, cảng, địa điểm hệ thống Iron Dome, vòng sắt và cơ sở hạ tầng năng lượng như nhà máy điện Hadira. Một quan chức của cơ quan an ninh nội bộ Israel nêu rõ, các nhà điều tra đã thu giữ các tài liệu quan trọng do các thành viên mạng lưới biên soạn cho các điệp viên Iran. Các tài liệu do mạng lưới này thu thập bao gồm ảnh và video về nhiều căn cứ của lực lượng phòng vệ Israel, các cảng và cơ sở hạ tầng năng lượng. Cảnh sát Israel cũng cho biết thêm, nhóm này đã nhận được hàng trăm nghìn đô la Mỹ thông qua các khoản thanh toán bằng tiền điện tử. Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran tăng cao khi Israel đang lên kế hoạch trả đũa cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran hồi đầu tháng này.